chào mọi người, hello các chị yêu à. Dạ rồi, em chào mọi người, em chào các chị yêu nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với thời trang đẹp miệng chê. Các chị yêu ơi, ngày hôm nay em đã quay trở lại livestream rồi và sẽ có cho mình một cái mẫu rất là dễ thương nha. Các chị yêu thấy cái mẫu của em đang mặc đây là hoa 3D lên rất là đẹp đúng không mọi người? Và cái vải này cho em là vải lụa nữa, cực kỳ đẹp luôn nha. Nếu mà chị nào mọi người đang coi livestream thì nhanh tay cho em xin chấm comment đi. Em sẽ báo giá cho mình ngay cái mẫu em mặc đây rất là đẹp nha. Chào chị Kim Ảnh, chào chị Tuyền Lê, chào chị yêu ha. Hello mọi người nha, chào chị Bibi. Mọi người ơi, cái mẫu này của em đang mặc đây rất là đẹp cho mọi người và vải này cho em và nó là vải lụa mềm nha, xuất sắc luôn. Và các chị coi nè, hoa 3D lên cho mình nha, nhìn rất là sang và nhìn rất là lạ mắt nha. Mẫu này của em đang mặc đây cho mọi người có mã giùm em là SM204 nha. SM204 là một em áo hàn quốc cao cấp nè. Chào chị yêu Nguyễn Trang và họa tiết Lê là họa tiết 3D, em có kèm theo size. Chị nào mọi người 65 cho đến 67 kg đổ về, các chị mặc vừa từ 40 nha cho đến 65-67 kg. Chào chị Nguyễn Khang nè, ai mình coi chấm bài lên cho em một chấm comment nha. Mọi người ơi, cái mẫu của em đang mặc đây em về 3 màu cho mình và 3 màu này màu nào cũng đẹp hết. Em đầu tiên em sẽ có đây là màu đen các chị yêu nha. Cái này là màu đen nha mọi người nha. Còn cái này là màu xám cho em nè, đây là màu xám và màu em mặc đây là màu rêu các chị yêu ha, rất là đẹp luôn. Vải này cho em là vải lụa mềm nha. Bây giờ là mùa hè mà các chị yêu mặc cái chất vải lụa mềm này lên cho em thì phải nói là quá đẹp các chị yêu nha. Họa tiết lên cho em đây là họa tiết 3D, mọi người coi đây là màu đen cho em nè. Màu đen nè các chị nè, lên là hình bông hoa và kèm cho mình đây là những cái hình chiếc lá nha. Còn đây cho em là hình hoa sen và lên cho mọi người rất là đẹp luôn. Cái này của em đang bán giá 299 và free ship các chị yêu nha, rất đẹp luôn. 299.000 đồng thôi, các chị sẽ được miễn phí ship giao hàng tận nhà luôn. Mã cho em là SM204 nha. Các chị nào mọi người khi đặt hàng các chị cho em số điện thoại liền luôn, SM204, và đặt hàng trên live, trời ơi đẹp quá luôn này các chị yêu nè. Đó, mọi người coi giùm em nha. Chị nào mọi người đặt hàng thì nhớ là comment trên livestream giùm em các chị yêu nha. Tại vì cái form này cho em là hàng cao cấp đó và vải này cho em là vải lụa mềm nên em sale cho mọi người luôn giá 299 và free ship nha các chị yêu nha. Chất của nó rất là đẹp và tay là tay ngắn nè. Ở trên là có viền cho em nha, màu viền cổ cho em đều có nè. Đây, chị nào mọi người không thích cúp lại các chị yêu có thể làm mở cúp ra cho em đều đẹp nè các chị yêu nè. Đây, rất là sang giùm em nhá chị yêu nha. Đây, mặc lên cho em cực kỳ xuất sắc và cái này mặc đi công sở cũng được hoặc là đi chơi đều được nha. Mọi người ơi, mẫu của em đang mặc đây, ba cái áo này toàn bộ ở sau đều có nền màu đen hết nha. Ở trước là họa tiết 3D và cái vải này lên cho em là vải lụa mềm, không bị nhăn, chất rất là mát luôn nha các chị yêu nha. Chào chị Hồng Phúc nha, ok chị Phương Linh nha. Dạ rồi, em sẽ về cho mọi người là ba màu nha. Màu của em đang mặc là màu rêu, cái này cho em là màu xám nè. Và cái này cho em là màu cho mọi người là màu đen nha. 299.000 đồng và được miễn phí ship. Chị nào mọi người 65 cho đến 67 kg là đều ok, rất là đẹp nè các chị coi. Họa tiết 3D lên cho mọi người như thế, các chị nhìn thôi là đã thấy là đẹp lắm rồi đúng không mọi người? Đây em quay gần cho mọi người coi nha. Và để không làm rối mắt thì người ta ở sau người ta sẽ làm nền đen cho mình như thế này. Đó, ở đằng sau sẽ là nền đen nè. Đó các chị yêu thấy không? 299 và free ship thôi. Hàng rất là đẹp và hàng cao cấp cho em nha. Cái màu em mặc đây là màu rêu, ai lấy màu rêu thì ghi cho em nha. SM204 và kèm số lên giùm em nha. Chào chị Hà Nguyễn, chào chị Thu Hằng nha. SM204 và kèm số ở trên livestream giùm em, sale còn 299 và miễn phí ship giao hàng luôn. Mẫu của em đang mặc đây là chuẩn size cho mình luôn. Em đang mặc đây là size M các chị yêu nha. Cả ba màu, màu nào cũng đẹp hết và vải nó thì nói là vải xuất sắc lắm. Chị nào không mua em này phải nói là rất là tiếc, các chị yêu coi họa tiết lên cho em nha. Đẹp lắm mọi người ơi, chị nào không lấy là siêu tiếc nha. Ở đây cho em là có kèm theo size nè. Size em mặc là size M nha, 299.000 đồng và kèm free ship nha. Chị ơi, 75 kg là vừa hông vừa mẫu này rồi. Chào chị Kim Ánh nha, chào chị Trần Thu nha. Chị nào lấy mẫu này của em thì cho số lên giùm em nhé. Cái thiên nga, cái là hoa nhài. Dạ rồi mọi người ơi, chị nào mọi người lấy cái này thì ghi giùm em nha. Rồi các chị yêu nào mọi người đặt hàng thì nhanh tay nha. Chào chị Trần Thu nè. Mọi người ơi, bên em nè 299 một cái nha. 40 kg phải không nhà, vừa nha. 299.000 từ 40 kg cho đến 65-67 kg là vừa nha. Mọi người ơi, em xin báo lại cái mã hàng nha. Mã giùm em cái này là SM204, em xin đọc lại nha. Nếu chị nào lấy áo em mặc đây 60 kg mặc XL nha. Các chị yêu cứ ghi số điện thoại lên đi, nhân viên em sẽ gọi tư vấn cho mình. Cái mẫu này đang rất là hot luôn. 299.000 đồng và kèm free ship giùm em nha các chị yêu nha. Giá gốc là 329 nè. Lên hoa 3D, màu của em đang mặc các chị ghi là màu hoa mẫu đơn. Rồi mọi người
ơi, chốt màu em mặc ghi hoa mẫu đơn lên giùm em nha. Rồi cái này cho bên em thì các chị yêu là ghi là hoa lài nè. Phải hoa lài không? Dạ rồi, cái này là hoa nhài các chị yêu nha. Em làm mã để cho bị đỡ bị nhầm. Còn cái này là thiên nga. Đó, chị nào lấy thiên nga thì comment thiên nga lên giùm em nè. Đó, chị nào mọi người đặt hàng cho số lên nha. Rất là đẹp các chị yêu ha. Cái này là thiên nga ha. Rồi, cái này cho em là hoa nhài. Và màu em mặc là màu hoa mẫu đơn 299 và free ship nha các chị yêu nha. Rồi, chào chị Vi Lê nha. Mọi người ơi, cái này là lên hoa 3D nha. Ok, chị Yến Trần cho số lên giùm em. Mặc lên cổ cao cũng được, mà các chị mặc cho em là cổ hở đều, cổ thấp đều đẹp. Em xin báo giá lại nha mọi người ơi. Hoa 3D áo Hàn Quốc của em mặc đây giá 299 và kèm free ship giao hàng thật nha. Chị nào chốt thì kèm số lên, em sẽ gọi tư vấn size. Tại vì nhiều chị vào coi quá nhiều khi em không tư vấn được các chị yêu nha. Em không tư vấn hết được. Các chị comment SM204 nè, lấy hoa em mặc ghi là hoa mẫu đơn lên cho em nè. Sẽ có nhân viên em gọi tư vấn và chốt size cho mình các chị yêu nha. Đây em tháo ra cho mọi người xem nè, chất này rất là đẹp nhá chị yêu ơi. Ở đây cúc này cho em đó chỉ là cúc 3 cái cúc thôi, 4 cái cúc thôi, là mọi người sẽ mặc là cổ chui giùm em nha. Đây đẹp lắm, mọi người lên coi hoa 3D nè. Đó các chị ơi, sang lắm. Ở sau là màu đen nha. Mọi người ơi, chốt liền giùm em SM204 và kèm số nha. Rồi ok chị yêu Yến Trần nha. Cái này là hoa mẫu đơn vải lụa nha chị ơi. Vải lụa này cho em là vải lụa mềm, và em bao cho mọi người cái chất nó không bị nhăn nha. Ok chị yêu Mai Thanh Huyền, chỉ có hàng áo Hàn Quốc, các chị nhìn lên mới thấy là nó đẹp như vậy thôi. Rồi cái này là hoa nhài, mọi người lấy hoa nhài thì ghi cho em là hoa nhài, giá là 299 và free ship giao hàng nha mọi người nha. Ok chị yêu Thanh Huyền, chào chị Bích Ngọc nha, chào chị yêu Mai Thanh Huyền, chào chị yêu Lan Khuyên, cho số lên giùm em. Cái này là hoa nhài nè các chị yêu nè. Màu em mặc đây là hoa mẫu đơn, các chị nào lấy hoa mẫu đơn thì ghi hoa mẫu đơn lên giùm em. Em ghi như vậy để cho biết cái mã hàng thôi. Đó các chị nào mình chốt mẫu nào thì comment nha. SM204 kèm hoa nhài lên cho em. Cái này là hoa mẫu đơn em nhầm, cái này là hoa nhài vải lụa cho em nha, không nhăn nha. Rồi cái này là hoa cái này là thiên nga. Đó, thiên nga cho mình luôn. Rồi chị nào mình lấy 299 và free ship giùm em nha. SM204 kèm số lên mọi người nha. Ok chị Tuyết Nhung lấy một cái nha. Rồi mọi người lưu ý giùm em xin báo lại size nha. Size từ S tới M tới L, XL cho đến 3XL. Từ 40 cho đến 65 cho đến 67kg là các chị mặc vừa mẫu này. Vải này là vải lụa mềm giùm em nha. Vải lụa mềm và cái này là hoa 3D các chị yêu nha. Lên là hoa 3D cho mình nè. Ở đằng sau cho em nó sẽ màu đen. Cái chất này mặc lên rất là mát, và thứ hai là không bị nhăn. Mặc lên rất là mát và không bị nhăn giùm em nha. Đây là hoa nhài cực kỳ đẹp luôn. Hoa 3D mọi người lên nhìn cho em là nhìn là thấy là giống như bức tranh vậy đó các chị nha. Tại sao kêu hoa 3D là nhìn nó y chang bức tranh. Vải lụa mềm giùm em, áo chất nhập nha mọi người ơi, hàng cao cấp nha. Áo Hàn Quốc cao cấp giùm em nha mọi người nha. SM204 và kèm số lên cho em đi mọi người ơi. SM204 nha. Ok chị yêu Tiến Nguyễn, ok cho chị yêu Nguyễn Thông, ok chị yêu Thảo Anh Phan cho em số, chờ Thảo Anh Trần cho số. Dạ rồi, chị nào mọi người đặt hàng thì nhanh tay lên giùm em nha. Chào chị yêu Nguyễn Thông, Nguyễn Thông nè chị yêu ơi, cho em số điện thoại nha. Rồi mọi người lưu ý giùm em nha, khi các chị yêu nào mọi người đặt hàng thì cho số lên giùm em và nghe máy xác nhận đơn hàng cho em nhé chị yêu nha. Chị nào mọi người đặt hàng thì comment giùm em là SM204 và kèm cho em số điện thoại lên giùm em nha. SM204 và kèm số lên. Hàng của em có đầy đủ size hết và nhân viên sẽ gọi tư vấn cho mình nha. Ok chị Trần Thu 44kg là vừa luôn ha. Cái này của em là có size từ 40 cho đến là 65-67kg. Và form này cho em mọi người mặc cổ cao lên hoặc là các chị yêu mặc cổ vừa cũng đều đẹp. Ok chị Thảo Anh Trần luôn nha. Số lượng có hạn, tại vì hàng này là hàng nhập nha, nên chị nào mọi người chốt hàng thì nhanh tay. Số lượng có hạn nha mọi người ơi. Và có size đầy đủ, vải là vải lụa mềm giùm em nha. Vải lụa mềm cho em nhá chị yêu nha. Em cao là 1m60 và nặng là 47kg, em mặc là size M nha. Chị nào mọi người lấy hoa mẫu đơn, ghi hoa mẫu đơn lên giùm em. Form lên rất là đẹp, size M nè, mặc lên vừa vải nha. Vải này em cam đoan với mọi người luôn là hàng cao cấp cho em, và các chị mặc lên rất là mát nha. Mặc lên nó rất là mát và đẹp cho mình luôn. Đây các chị yêu coi giùm em nha. Màu này là hoa mẫu đơn màu đen nè, ở đằng sau là phối đen nè các chị yêu nè. Đó, cái này cho em là màu thiên nga.
Cái này là thiên nga các chị yêu ạ. Đó, hoa 3D nha các chị yêu nha, họa tiết 3D lên nè. Đó các chị yêu coi, rất là đẹp luôn. Cái này là hoa nhà cho em nha. Rồi chị nào mọi người lấy cái nào ghi số lên giùm em. SM204 và kèm số giùm em 65kg vừa nha chị yêu nha. Ghi số giùm em kèm SM204 lên nha. Tay là tay ngắn và cái tay này cho em mặc thoải mái không sợ bị chật nha mọi người nha. Tay này mặc thoải mái không sợ bị chật nè, các chị thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn, size mặc là size M nha. Rồi chị nào mình chưa có số comment số lên giùm em SM204 và kèm số lên cho em mọi người nha. Dạ rồi, SM204 và kèm số lên giùm em nha. Giá sale giùm em là 299.000 đồng và kèm miễn phí ship giao hàng. Mặc cổ hở ra cho em như thế này cũng đẹp nha các chị yêu nè. Rồi bây giờ em qua cho mình màu thứ hai là màu hoa này nha. Màu hoa nhà nha. Rồi ok cho chị yêu Phượng Nguyễn nè. Chị Phượng Nguyễn ơi, cho số lên giùm em vừa nha. Size đến 3XL luôn, 65-67kg là vừa. Các chị ơi, khi các chị đặt hàng á, các chị comment số điện thoại lên, sẽ có nhân viên em gọi điện tư vấn và chốt đơn nha các chị yêu nha. Thì mọi người chỉ cần cho số điện thoại kèm SM204 thôi là để đặt hàng cho em. Và cái này là vải lụa nha mọi người nha. Vải lụa nó mới có họa tiết 3D lên cho mình như thế này đây, nó rất là đẹp luôn. Màu em mặc là hoa mẫu đơn nha các chị yêu nha. Vải lụa mềm và hàng có size, hàng nhập giùm em nha. Ok chị yêu Kim San San nha. Khi các chị yêu đặt hàng sẽ có nhân viên em gọi tư vấn và chốt hàng. Chị nào mọi người lấy cái này thì ghi nhanh cho em là màu hoa mẫu đơn nè. Lên rất là đẹp và lên rất là sang cho mọi người nhìn thấy thôi là đấy là xuất sắc rồi ha. Rồi cái này cho em là màu thiên nga nha. Rồi bây giờ em sẽ qua cho mình cái màu mới nè. Cái này là có size giùm em nha mọi người. Size em mặc đây là size M. Ok chị yêu Linh Tuyền Diệp nha. Rồi chị nào mọi người lấy cái này cho em thì từ size M đến size là size S, size M đến size 3XL giùm em nha. Đây là hoa nhài, em sẽ qua hoa nhài. Rồi mọi người lấy hoa mẫu đơn, ghi hoa mẫu đơn cho em nha. Có kèm theo size và vải lụa mềm giùm em nha. Các chị mặc cái chất này cho em là bao mát luôn nha các chị nha. Mặc cái chất này cho em là bao mát và vải này em không có nhăn nha mọi người. Vải này của em không nhăn, đóng thùng vào cũng không nhăn, vào cũng không nhăn luôn, rất là đẹp luôn nha. Rồi ok chị Kim Ánh, ok chị Tiên Tiên nè. Màu mẫu đơn nha các chị nha. Chị nào lấy hoa 3D này màu mẫu đơn ghi giùm em nha. SM204 và kèm số lên, giá sale là 299 và kèm free ship. Tiền ship là đã 30.000 rồi. Và mẫu này cho bên em là giá gốc là 329, nhưng mà các chị nào mình mua trên livestream á là giá còn 299.000 nha. Chị nào mua trên livestream là còn 299.000 đồng nha. Rồi cho số lên giùm em nha. Bây giờ em sẽ đi thoa thử cái màu hoa này cho mọi người xem luôn. Đẹp và cực kỳ xuất sắc luôn. Cái mẫu này phải nói rất là xuất sắc nè. Ở đây cho em là màu thiên nga nha. Rồi màu em mặc là hoa mẫu đơn nha. Ok chị Vân Đỗ, ok chị Tường Vy nha. Em qua mẫu mới đây. Chị nào mọi người lấy cái mẫu này của em ghi số lên nè. SM204 và kèm số các chị yêu nha. Mọi người đặt hàng kèm số lại lên livestream nhanh tay giúp em các chị yêu nhé. Chị Lữ Hằng ơi, giá 299 và kèm free ship nha. Chào chị yêu Nguyệt Quyên, 299 nè. Rồi em qua cho mình màu hoa lài, rất là đẹp luôn. Chị nào mọi người đặt hàng thì nhanh hoa nhài nha. Trời ơi, hoa nhài, hoa lài gì á. Mọi người ơi, nhân viên em sẽ gọi tư vấn giùm em nha. Nên các chị nghe máy lên cho em. 62kg hoa mẫu đơn, ok chị. Cái hoa mẫu đơn này nhìn thôi là thấy đẹp rồi. Chị ơi, ok chị Lữ Hằng nha. Lấy màu hoa mẫu đơn này nhìn thôi là thấy đẹp rồi nha.
299 và kèm free ship giùm em. Cái màu em mặc đây là hoa nhài các chị yêu nha, em cũng chưa thấy hoa nhài lần nào, nhưng mà bên em đặt mã như vậy để cho chị yêu đỡ bị nhầm đó. Rồi cái này là màu hoa mẫu đơn cho em nha, 299 và free ship, chị nào lấy thì ghi. Trời nó đẹp xuất sắc luôn nha các chị yêu ơi, chị nào mình không lấy cái hoa mẫu đơn là quá tiếc. Cái này cho em thì chị yêu nào mọi người kiểu như là thích bụi bặm phong cách tí xíu, các chị lấy màu thiên nga này cho em nha. Còn em thì em lại thích cái màu hoa hơn. Rồi cái này hoa này cho em, đây là hoa nhài nhá chị yêu nào, 299 và kèm free ship giao hàng tận nhà giùm em luôn. Hoa lên là hoa 3D và vải lụa mềm nhá chị yêu nha. Vải lụa mềm này mặc cho em, thứ nhất là rất là mát, thứ hai là họa tiết lên cho em, các chị yêu nhìn cho em là họa tiết lên nha, đẹp lắm mọi người ơi. Chị nào mọi người lấy cái này ghi giùm em là hoa nhài nha. Rồi mã giùm em SM204 và kèm cho em nè, 299 và kèm free ship nè, đẹp lắm nha các chị yêu nha. Hồi nãy thì em phối với lại một cái chân váy bút chì ha, bây giờ mình đổi sang cái chân váy riêng để cho mọi người thấy cái mẫu này cho em nè. Các chị yêu mặc phong cách nào cũng đẹp hết trơn đó nha, các chị nào mình mặc phong cách nào hoặc mặc quần riêng, quần đùi, chân váy cũng đều đẹp nha. Ok chị Kim Ánh nè, đây là màu em mặc là màu hoa nhài, 299 và kèm free ship nè các chị yêu nè, xuất sắc luôn nha, lên hoa 3D nè đó. Mọi người coi cho em nha, đằng sau là mặc áo đen nè, ở đằng sau là màu đen nhá chị yêu nha, ở trước là phối hoa giùm em. Rồi mọi người ơi, 299.000 đồng và free ship giao hàng luôn. Hoa mẫu đơn giùm em và kèm số lên nha. Cái này là hoa mẫu đơn và kèm số lên giùm em nha. Đó các chị yêu nào lấy thì nhanh tay, ở đằng sau là nó màu đen. Vải này cho em nó mát lắm nha các chị nha. Đây vải siêu mát cho mọi người luôn, và chất vải này là không bị nhăn cho em nha các chị nha. Chất vải không nhăn giùm em nè. Đây. Đó 299 và free ship rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Hàng của em đang mặc là có size nè. Ok chị Thủy Lê nha, em mặc là toàn bộ là có size hết nha. Chị nào mọi người lấy cái này cho em là áo Hàn Quốc cao cấp nó mới cầm, còn đủ size cho mình như thế này, từ size S đến 3XL luôn mà có 299 thôi. Và hàng này là hàng nhập nha các chị nha, số lượng có hạn. Thì chị nào thích màu nào comment lên livestream giùm em. Cái màu em mặc đây rất là xinh luôn, và khi các chị mặc là 65 67 kg là đều vừa nha. Rồi size từ S đến 3XL giùm em nha mọi người ơi, SM204 nha. Chị nào mọi người đặt hàng thì nhanh tay giùm em nha. Rồi các chị yêu nào mọi người lấy thì nhớ là tranh thủ cho số điện thoại trên livestream giùm em. Cái mẫu em mặc đây là giá 299 và kèm free ship giao hàng luôn nha. Màu em mặc đây là hoa nhài các chị yêu nha. Rồi các chị yêu ơi, ai mà thích cái này thì comment ở trên live giùm em. Hàng em mặc đây là size M và em 47 kg, cao 1m60 nè, em tháo thùng ra cho mình xem nè. 47 kg, cao 1m60, ở dưới giùm em là hình chiếc lá nha, đẹp quá. Rồi ở dưới hình áo em là chiếc lá nè, SM204 và kèm số nha. Ok chào chị Lữ Hằng nè, đây các chị yêu coi giùm em nha. Ok chị yêu Hương Đặng nè, đây mọi người có thể là mặc cổ hở ra đều đẹp nè. Và ở dưới cho em là hình chiếc lá nha, size mặc đây là size M. Đó size M nè, 47 kg, cao 1m60, em đang mặc đây là size M các chị yêu nha. Chị nào mọi người lấy cái này là 65-67 kg là vừa. Phone này cho em còn thoải mái nè các chị thấy không. Cái vải cho em đó là vải lụa nha, các chị thấy đóng thùng lên không có đường gấp, không có đường gấp, không có đường nhanh, ở dưới vải vẫn rất là đẹp tại vì nó là vải lụa mềm cho em nha, và lên họa tiết là 3D. Đó đẹp lắm, mọi người mua cái này ghê cho em là về nhà ai cũng phải ghiền luôn và hỏi là sao mua cái áo đâu mà lên hình đẹp dữ vậy, lên hình rất là xuất sắc nha chị yêu nha. Rồi mọi người ơi, cái này là SM204 nha. Em xin nhắc lại giá sản phẩm SM204 em đang mặc đây, ngày hôm nay em sale cho mọi người là giá 299.000 đồng và kèm miễn phí ship giao hàng. Mẫu này giá gốc là 329.000 nha. Nếu chị nào mọi người lấy mẫu em mặc đây là SM204, nhanh tay để lại số điện thoại kèm mã hàng lên giùm em nha. SM204 và kèm số điện thoại lên giùm em. Mẫu của em mặc đây rất là đẹp luôn nè các chị yêu này, rất là đẹp nha. Cái này là hoa này cho em là hoa mẫu đơn, cái này là màu thiên nga và màu em mặc đây là màu hoa nhài. Sale còn 299 và free ship nha. Chào chị Tường Vi Trần, chị nào mình thích hai màu lấy luôn hai màu đi, 598.000 đồng hai áo nha, nhưng mà rất là đẹp, và áo Hàn Quốc và vải này là vải lụa mềm thì các chị mặc lên nó không bị nóng các chị yêu nha. Chị nào mình thích mình lấy luôn hai màu hoa này cho em nè, đó đẹp lắm nha, các chị mua về mặc thay đổi nè, trời ơi lên cái hình đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Hoa này lên cho em rất là đẹp, ở đằng sau là màu đen như thế này nha, và vải lụa mềm này mặc lên mát lắm các chị, mặc lên rất là mát cho em và mặc lên nhẹ tanh luôn. Rồi chị yêu nào đặt hàng thì nhanh tay giùm em nha.
Rồi chị yêu nào mọi người lấy mẫu này thì comment số điện thoại lên. Ok chị yêu Minh Ngọc Võ, mình lấy hai hoa màu nhài và hoa mẫu đơn đó, đúng rồi, hai áo là rất đẹp luôn. Ok chị Thu Nguyễn nha, ok chị Lữ Hằng nha. Mọi người ơi, khi các chị yêu đặt hàng á, sẽ có nhân viên của bên em gọi điện tư vấn và chốt đơn. Thì tối nay bên em vẫn đang gọi điện, nếu mà gọi kịp thì em sẽ gọi tất cả mọi người luôn. Còn nếu mà không kịp thì ngày mai em lại gọi tiếp. Nên các chị nào mình thấy số lạ gọi, nhớ là nghe máy lên để chốt cái này nha. Tại vì hàng này là hàng áo nhập, và áo này cho em là áo cao cấp Hàn Quốc nè. Có chất liệu cho mình là vải lụa mềm và lên họa tiết 3D như thế này. Thì mọi người không nghe máy là sẽ không có hàng, và nhiều khi là sẽ hết hàng là rất là tiếc nha. Nên các chị đặt hàng chỉ tranh thủ là số lạ mà gọi tới nghe máy lên giùm em. Và shop em là shop Dori hay là thời trang đẹp Miễn Chê nhá chị yêu nha. Thời trang đẹp và Miễn Chê hoặc là Dori đều là một shop em nha. Ok chị Lữ Hằng nha, ok chị An Nguyễn. Tại vì nhiều khi các chị yêu đặt hàng mà không nhớ tên shop luôn. Giá này của em đang mặc đây là 299 và miễn ship nha mọi người nha. Phí ship có toàn quốc là 30.000 nhưng bên em sẽ free ship giao hàng toàn quốc luôn. Chị Đỗ Ngọc thích mẫu này kèm số lên cho em SM204 nha. Ok chị An Nguyễn, ok chị Huyền Nguyễn Thị nha. Rồi còn chị nào mình lấy cái này nữa mà ghi giùm em số điện thoại lên liền. Cái này ở ngoài thị trường là bán 400-500.000, những cái tiệm mà cửa hàng mà bán ở bên những cái quận mà quận 1, quận 3 mà bán những cái hàng mà chất nhập như thế này nha, là 400-500.000 nhá chị yêu nha. Còn em bán trên livestream là 299 nhưng mà tiền ship đã là 30.000 rồi. Giá gốc là 329.000 nha. Ở đây có màu thiên nga nè. Đó, vải lụa nha mọi người, mặc mùa hè là bao mát luôn. Cái này là hoa mẫu đơn, còn màu em mặc đây là hoa nhài. Rồi mọi người ơi, chị nào mình lấy cái này thì cho em số lên nè. Bây giờ em qua mẫu nha. Khi mà qua mẫu là giá là 329 nha, nên đặt trong giờ livestream của em đi ạ. 329 sale còn 299 và free ship luôn. SM204 giùm em nha. SM204 phải nói là siêu phẩm luôn. Màu đen em mặc đây, bởi vì nó đằng sau là màu đen hết các chị yêu nha, đẹp lắm. Rồi chị yêu nào mọi người lấy thì nhanh tay lên nha. Bây giờ em qua mẫu mới nha các chị yêu ơi. Đẹp không mọi người, rất là đẹp luôn nha. Nên chị nào mình chốt thì nhanh tay. Cái này là hoa 3D lên giùm em nha. SM204 và kèm số lên cho em mọi người ơi. Giá sale là 299.000 đồng và kèm phí ship giao hàng tận nhà luôn. Xuất sắc cực kỳ nha. Ok chị Mẫn Nhi, ok chị Tuyền Lê, ok chị Tường Vi Trần. Đây là màu hoa nhài. Ở dưới các em có phối hoa lá cho mọi người nữa nè. Hoa rồi phối lá lên cho mình nữa nha các chị yêu nha. Rất là đẹp và rất là sang luôn. Rồi các chị yêu ơi, bây giờ em qua mẫu nha. SM204 chị nào lấy thì nhanh tay trên livestream giùm em, giá sale là 299 và kèm free ship nhá chị yêu nha. Có đầy đủ 3 màu và có đầy đủ size. Chị nào mọi người lấy cái này là size từ 40 cho đến 65 cho 7 kg là vừa nha. Rồi ok chị Trang Kim. Chị Trang Kim ơi, chị lấy cái màu nào ạ? Màu em mặc là hoa nhài nha, còn cái màu này là hoa mẫu đơn. Cái này là hoa mẫu đơn nhá chị yêu nha. Cái này là hoa mẫu đơn, còn màu em mặc đây là hoa nhài nha. Còn cái màu cái này là hoa cái này là màu cho em là màu thiên nga. Đó, thiên nga các chị yêu nha. Đó, chị nào lấy cái nào thì ghi. Ok chị Tiên Tiên nha. Rồi các chị nào mọi người đặt hàng nhớ nghe máy lên cho em. Bây giờ thì em đi thay mẫu các chị yêu nha. Mẫu này đẹp quá luôn nè, nên mọi người lấy thì nhanh tay lên giùm em. 299 và kèm free ship giao hàng luôn các chị yêu nha. Form đẹp không? Rất là đẹp. Cái này là hoa nhài cho em mà lên. Em tủ là cái hoa thiệt, không có nhìn nó quá là xuất sắc. Hoa 3D mà lên giống y chang luôn các chị yêu nha. Rất là đẹp luôn. Rồi mọi người ơi, chị nào lấy thì tranh thủ cho em số điện thoại lên nè. 299.000 thôi à. Mọi người được miễn phí ship giao hàng luôn à. Rồi các chị nhớ là có số lạ gọi tới thì nghe máy lên giùm em nha. Bây giờ thì em sẽ qua thêm một cái siêu phẩm cho mình luôn. Các chị coi like mọi người đợi em tí nha.
người đợi em tí nha. Các chị yêu nào mọi người đang xem livestream thì nhanh tay nha. Em ok chị Mỹ Mỹ Trinh nha, em ok chị Hồng Sim nha. Dạ ok chị lấy hoa mẫu đơn nha. Rồi bây giờ em qua mẫu mới nè. Hồi nãy thì em lên cho mọi người cái hoa 3D ha. Cái hoa 3D là lên mẫu hoa rồi. Bây giờ thì mình thay đổi một tí xíu là mình lên mẫu trơn các chị yêu nha. Rồi ok chào chị Khánh An nè. Chị nào mọi người thích mọi người cứ đặt trên livestream cho em đi. Hôm nay về rất nhiều mẫu đẹp luôn. À, các chị yêu nhớ là nghe máy xác nhận đơn giùm em nha. Mọi người ơi, cái hoa cái mẫu này cho em là một cái mẫu trơn mà đẹp quá luôn. Đây vải lụa mềm luôn nha. Trời ơi cái chất vải cho em không có độ co giãn, vải lụa mềm là không có co giãn nha. Mọi người ơi, mẫu này siêu đẹp, SM cho em là 237. Dạ ok chị yêu Nga Nguyễn Như, mình lấy hoa nhài mẫu vừa rồi. Cái này cho em là SM237 rất là đẹp, phần tay có cột nơ giùm em. Hai màu, một là rêu và hai là đỏ, giá 299 và free ship luôn nha. Mọi người ơi, áo này là áo Hàn Quốc cho em nè mọi người, rất là đẹp luôn. Chị nào mọi người chốt cái màu đỏ hay là màu rêu thì ghi cho em là SM237 và kèm số nha. Em cột kết nơ hai bên tay cho mọi người thấy luôn. Cái này của bên em là vải lụa mềm, chất vải là rất là đẹp và mặc lên rất là mát luôn. Mát y chang cái vừa rồi luôn hay là mát lạnh luôn đó mọi người. Mùa hè này các chị phải mặc những cái áo như thế này thì mới thoải mái được. Rồi đây em cho các chị yêu xem gần lại nha. Mọi người ơi, hàng có size giùm em nè. Áo là áo Hàn Quốc cho mọi người các chị yêu nha. Đây, hàng cho em là áo Hàn Quốc cao cấp nha. Rồi mọi người ơi, vải cho em đây là màu đỏ nè. Màu đỏ này ở ngoài nó sẽ làm hơi thòn một tí xíu chứ không phải là đỏ chói nha. Còn màu em mặc là màu rêu, quá là đẹp và trắng da luôn. Đây, quay gần lại cho mọi người xem nha. Lên da cực kỳ sáng da các chị yêu nha. Đây, chị nào mọi người chốt màu rêu thì ghi màu rêu lên giùm em. Cái này giá cũng là 299 và kèm free ship. Mặc màu rêu lên thì nhìn cái cổ nè các chị nè. Đó, lên rất là tôn da cho mình nha. Đây là màu vàng đỏ giùm em, màu rêu và màu đỏ nha. Cái này là 237 nha. SM237 giùm em, có size XXL có nha chị ơi. Mẫu của em đang mặc đây cho mình là đầy đủ size luôn. Size từ cái này cho bên em là size từ S đến size là 2XL nha. Cái này là S đến 2XL giùm em, 65kg đổ về mặc vừa cho em nha. Mẫu của em mặc đây là 299.000 và free ship nha. 65kg đổ về là mặc vừa nha các chị nha. Đẹp không? Màu em mặc đây là màu rêu và cái vải này em phải nói là quá đẹp. Vải này quá đẹp nè các chị nè, nó chất nó mềm, mới là mềm luôn và mặc lên cho em rất là mát các chị yêu nha. Rồi các chị yêu lưu ý giùm em, mẫu này mọi người có thể là mặc đi công sở, mặc đi chơi hoặc là đi tiệc đều ok. Mã giùm em là SM cho bên em, 237, SM237 nha. Các chị nào mọi người chốt hàng thì ghi liền cho em. Phần cổ giùm em ở đây là viền cho mọi người như thế này và có cúc vào ở đây là viền bèo nha, cổ tim. Cổ tim viền bèo cho em rất là sang nha. Áo em vừa mặc trước là hoa nhài nha chị Khuyên ơi. Chị Khuyên ơi, mẫu vừa rồi em mặc là hoa nhài nha. Còn cái mẫu này là hoa mẫu đơn. Đây, cái này là hoa mẫu đơn nè, cái vừa rồi là hoa nhài nha. Chị yêu Khuyên chị nếu mà thích mẫu nào thì nhớ là cho anh thủ đặt trên like cho em. Cái này là 299 luôn nha. Hoa 3D rất là đẹp. Rồi mọi người ơi, cái này của em mặc đây là giá 299 nha. Kèm phi ship giao hàng tận nhà cho mọi người luôn. Ai mình chốt cái này thì nhanh tay lên giùm em. Màu của em đang mặc đây là màu rêu và có kèm theo size nha. Size em mặc đây là size M đến cho mọi người là size là size 2XL nha, size S đến size 2XL. 65kg đổ về là mặc vừa và màu rêu này mặc lên rất là trắng da. Rồi chị nào mọi người lấy cái mẫu này thì nhớ là đặt hàng trên livestream cho em nha. Các chị yêu nào nhớ là đặt hàng cho em, kèm cho em mã hàng các chị yêu ha. Rồi hôm nay bên em đặt hàng, chị nào mình lấy thì nhớ là tranh thủ giùm em nha. Rồi mẫu của bên em đặt hàng thì nhớ là ghi mã và ghi số điện thoại ở trên livestream giùm em luôn. Mẫu của em mặc đây là SM237 các chị yêu nha. Và em sale cho mọi người với giá là 299.000 đồng nha. Và kèm miễn phí ship giao hàng tận nhà cho mọi người luôn. Lưu ý giùm bên em nha là cái form này cho bên em là từ size S đến size là 3XL thì 2XL thì chị nào mình từ 40 cho đến 60 chỉ là vừa nha. Ok chị yêu Vũ Lâm Giang, ok chị Nini, ok chị Thúy Điệp nha. Ở đây em có cho mình đây là màu này là màu đỏ và màu em mặc đây là màu rêu nha các chị yêu nha. Màu đỏ và màu rêu nha, 299.000 đồng, vải lụa mềm đẹp lắm mọi người ơi. Dạ rồi ok chị Hoài Nguyễn lấy hoa mẫu đơn nha. Ok chị yêu vành của gì đây của anh này, ok chị nha. Rồi chị yêu nào mình lấy cái này thì ghi cho em nha. Đây vải đẹp lắm nha mọi người. Đó. Dạ rồi chị nào mình lấy thì nhanh tay giùm em nha. Rồi mọi người ơi, cái này là SM237 giùm em nha. SM237 lên cho em nha. Một là màu đỏ, hai là màu rêu, 299 và kèm free ship giao hàng tận nhà nha. Rồi ok chị Khuyên mình lấy hoa nhài nha.
Rồi mọi người ơi, chị nào mình hồi nãy mình thích cái SM204 này mà chưa đặt, ở đây em có cho mình là hoa mẫu đơn, cái vừa rồi là hoa nhài, còn cái này là màu thiên nga cho em nha. Chị nào mình lấy màu nào thì nhớ là đặt hàng ở trên livestream giùm em 299 và free ship nha. Các chị yêu lưu ý giùm em là nhớ đặt hàng trên livestream, tại vì thời gian live có hạn và sẽ có nhân viên em gọi điện trước khi mà em chốt đơn cho mình, thì các chị yêu gọi điện tư vấn cho mình đó, sau đó em mới chốt đơn hàng và gửi hàng ha. Thì khi các chị có số lạ gọi tới nhớ nghe máy nha. Ở đây là hoa mẫu đơn đẹp quá ha, 299 và free ship nha mọi người. Cái này là SA204 giùm em nha. Còn cái này cho em là cũng là SA204 màu thiên nga nha. SM204 cho em nhầm, SM204 màu thiên nga nè. Cái này là màu hoa mẫu đơn cho em, và cái màu vừa rồi em mặc là hoa nhài nha. Rồi chị nào mình lấy cái nào thì ghi số lên cho em. Ok chị Vân Đỗ, ok chị Khánh Linh nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì em qua mẫu mới nha. Các chị coi livestream mọi người đợi em tí, em đi thay mẫu đây. Mọi người nhớ đặt hàng cho em số điện thoại kèm mã trên livestream. Mà em mặc đây là mã hàng SM237, giá cũng là 299 nha. Màu em mặc đây là màu rêu các chị yêu nha, rất là đẹp, phần cổ viền bèo và màu lên màu rêu rất là trắng da. Dạ rồi, SA307 là còn nha chị Hương Sen ơi. Chị ghi số điện thoại lên giùm em nha, sẽ có nhân viên em chốt cho mình SA307. Nếu chị đặt hàng trên live cũng là 299 và free ship nè. Em chào chị yêu Vũ Tịnh nha, em chào chị yêu Đào Hoàng Thị nha. Rồi mọi người đặt mẫu nào nhớ cho số lên giùm em nha. Bây giờ em sẽ đi thay mẫu mới cho mình luôn. Các chị nhớ đặt hàng ở trên live stream cho em các chị yêu nha. Chào chị yêu Đào Hoàng Thị nè. Mọi người đặt hàng giùm em ở trên live stream và kèm mã lên giùm em các chị yêu nha. Bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới cho mình đây. Các chị nào mọi người coi live stream mọi người đợi em một tí xíu nhé.